xin chào quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục một buổi chiều thứ bảy sôi động với các trận đấu ở cấp câu lạc bộ. Và trận đấu mà chúng ta sắp sửa theo dõi sẽ diễn ra trên sân vận động Cửa Ông. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Số 19 Nguyễn Minh Cường. Xin chào quý vị các bạn. Như vậy vào phút thứ 9 của trận đấu, cầu thủ mặc áo số 83 Rechenko đã ghi bàn mở tỷ số cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Bây giờ Rechenko mới có được bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Một lần nữa thì khả năng kiến tạo của Nguyễn Xuân Tú, khả năng chọn vị trí tranh chấp trên không rất tốt của Rechenko, và quan trọng hơn là cái duyên ghi bàn của cầu thủ người Mỹ đã mang về lợi thế dẫn điểm cho đội chủ nhà. 1-0 cho Than Quảng Ninh ở phút thứ 9. Bật ngọn rất đẹp. Đá xin ba của anh em. Một tình huống tấn công, tổ chức tấn công ấn tượng nhất mà câu lạc bộ Sài Gòn có được cho đến thời điểm này. Nhưng rất tiếc là những nỗ lực của Văn Ngọ rồi pha dứt điểm sau đó của Trần Trung Hiếu đã không thắng được sự xuất sắc khả năng. Xuân Tú, những chuyền nhanh của Xuân Tú. Hai cầu thủ câu lạc bộ Sài Gòn không hiểu nhau. Đào Man dứt điểm. Thưa quý vị các bạn, như vậy vào phút thứ 29 của hiệp thứ nhất, cầu thủ mặc áo số 71 Herman đã ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho đội bóng đá chủ nhà Than Quảng Ninh. Niềm vui đã đến với các cổ động viên trên sân vận động Cửa Ông. Những ngoại binh đã lên tiếng và Than Quảng Ninh đang dẫn trước đội khách với tỷ số 2-0 trong một thế trận mà đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn. Quá đẹp, một đường cầm tuyệt vời để tạo ra. Kính thưa quý vị các bạn, như vậy trọng tài chính ông Hoàng Ngọc Hà đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. 22 cổ động viên chúng ta vừa được nhận những trái bóng do 22 cầu thủ. Sự đeo bám của Trịnh Đức Lợi. Tuy nhiên Nguyễn Văn Hoàng đã chơi tốt hơn so với Mạc Hồng Quân. Hải Huy đánh đầu. Rechenko và lần thứ hai Rechenko đã cho thấy sự lợi hại của mình trong trận đấu chính trận như thế nào. Ai cũng hiểu Rechenko cũng hiểu những lúc nào trong trận đấu cấp trước. Ngày hôm nay câu lạc bộ Sài Gòn đã không thể làm gì. Nguyễn Văn Hoàng cũng bó tay. Kết thúc trận đấu câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh chiến thắng câu lạc bộ Sài Gòn với tỷ số 3-0. Ta tổ chức nhiều trận là cảm ơn quý đại biểu, quý khách quý, quý các bộ chúng ta đã xuống sân để cổ vũ cho hai đội.